Hòa Minzy khoe cận mặt con trai sau thời gian giấu kín. Hòa Minzy bất ngờ công khai hình ảnh cậu con trai trong ngày sinh nhật của bản thân, cho biết đã giữ bí mật đủ lâu. Thời gian vừa qua, Hòa Minzy gây bất ngờ khi hé lộ đã sinh quý tử cùng bạn trai lâu năm. Mặc dù khoe nhiều về ảnh con trai, nhưng giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp đã không để lộ mặt cậu bé. Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ mới chính thức hé lộ hình ảnh con trai trước công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân của Hòa Minzy đã bất ngờ hé lộ hình ảnh cận mặt của cậu con trai. Đây cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ và thời điểm đặc biệt thích hợp để giới thiệu con trai đến người hâm mộ sau thời gian dài giấu kín. Giọng ca rời bỏ chia sẻ, chúc mừng sinh nhật mẹ, cùng với đó là hình ảnh cậu quý tử với đường nét gương mặt vô cùng điển trai và cực kỳ giống bố, khiến nhiều fan trầm trồ và còn có cả ghen tị. Trong ngày sinh nhật của bản thân, nữ ca sĩ đã khiến nó trở nên ý nghĩa hơn khi chia sẻ ảnh chụp cùng con trai. Trước đó, nếu như muốn nói về bé, nữ ca sĩ chỉ giấu mặt. Được biết, giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp đã có thai và sinh con trong cùng năm 2019, đặt tên con gọi ở nhà là Bo. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ mới khoe cận mặt quý tử. Cũng trong dịp đặc biệt, nữ ca sĩ đã có những giải đáp thắc mắc từ người hâm mộ về vấn đề cưới xin cùng bạn trai đại gia. Hòa Minzy cho biết ông xã hỏi cưới đã lâu nhưng đến nay hai vợ chồng vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Nữ ca sĩ cho biết khi nào đám cưới sẽ thông báo cho mọi người được biết. Ngày xưa, cái hồi mà mọi người có xem clip Hòa hát bài cầu hôn, sau đó Hòa có quỳ xuống và hỏi anh ấy câu, anh có lấy em không, có muốn về nhà với em không? Không phải Hòa cầu hôn anh ấy mà chỉ là hát bài đó thôi. Hòa muốn tạo niềm vui cho anh Hải vì ngày 1 tháng 6 là kỷ niệm tình yêu của hai đứa. Và mọi người nói rằng con gái mà lại đi cầu hôn này kia, thật ra Hòa thấy chuyện này rất bình thường. Hòa Minzy tâm sự. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng hài hước chia sẻ khi nào sinh thêm đứa thứ hai thì mới cưới để có đủ cặp thiên thần cầm váy cho mẹ tiến vào lễ đường. Trước những chia sẻ của giọng ca sinh năm 1995, khán giả có thể thấy cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vấn đề cưới xin không nhất thiết phải diễn ra sớm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.